Hello hello, hôm nay sẽ là back to school makeup day. Nhìn phát là mọi người biết ngay là bà này không còn đi học nữa bởi vì quá già rồi. Nhưng hôm nay tôi vẫn sẽ làm một cái video để back to school check nha. Vẫn là bôi kem dưỡng này, kem chống nắng này, sau đó sẽ xịt khóa nền. Và một tip mà tôi mới học được đó chính là xịt xong thì mình sẽ xoa massage để cho da mình được mềm hơn và thẩm thấu hơn. Nhớ là phải dùng xịt khóa nền nhà MAC hoặc là những cái khóa nền nào nó có tính chất cấp ẩm á mọi người. Tiện thì hôm nay mình cũng dùng nền của nhà MAC luôn. Màu NC15 nha mọi người, màu này siêu tự nhiên để có thể đi học luôn ấy. Hôm nay thì mình sẽ không đánh che khuyết điểm vì mình muốn một làn da nhẹ nhàng để đi học thôi. Nếu ai biết thì nền nhà MAC che phủ cũng khá tốt, vậy nên tôi chỉ đánh mỏng và đánh vào những vùng cần che phủ nhiều thôi. Phần còn lại thì mình chỉ tán nhẹ ra thôi, sau đó thì tôi xịt khóa nền tiếp nè. Rồi hôm nay sẽ sử dụng má kem của nhà MAC luôn. Má kem dạo này đang hot quá trời. Đi học thì cũng chỉ đánh má xương xương tự nhiên thôi, chứ cũng không đánh má ố dề làm gì hết. Má kem thì cực kỳ hợp lý luôn. Cho thêm một chút má hồng vào đầu mũi cũng như dưới cằm để cho dễ thương, trẻ hơn. Rồi đi học thì vẫn không thể nào mà quên được đôi lông mày rồi. Mọi người kẻ nhẹ nhàng bằng bột thôi cũng được, nhưng mà tôi là tôi thích nó nét nét ở phần đuôi một chút. Rồi lấy luôn chỉ kẻ mày để kẻ mắt cho đỡ sắc, vẽ một cái bọng mắt nhẹ nhẹ xương xương thôi. Đây cũng là kẹp mi nhà MAC này, cái em này tôi chấm cho 8/10 luôn á. Kẹp giữ được mi siêu cong. Chút nhẹ mi trên đến mi dưới, xong bây giờ chuyển qua bánh son nha. Đầu tiên là một màu hồng đào nhiều nút nè, đánh trên nền môi phủ che khuyết điểm thì nó sẽ hơi hồng nhẹ một chút. Rồi đánh một lớp base xong thì mình sẽ nhấn vào một chút cam cam để hợp với màu má hơn. Ở giữa lòng môi thôi nha mọi người, đây là màu cam đỏ. Ôi, hôm nay makeup tút cực kỳ ngắn gọn luôn. Vậy là mình đã xong một layout để có thể đến trường rồi. Không quá cầu kỳ nhưng vẫn nét nào ra nét đấy đúng không? À mà hôm nay thì mình sẽ không phủ phấn, bởi vì cái nền nhà MAC nó ráo rất là nhanh. Nó sẽ không bị quá bết xít đâu, nên là mình cảm giác là để lớp nền không phủ phấn cho nó có độ căng bóng vẫn ok la. Bây giờ thì mình sẽ đi học, nhưng mà đi học makeup mọi người ạ.